Hello, xin chào các bạn. Đây là cái đơn hàng khủng đi về Bắc Giang nha. Đây là cái video test hàng dành cho khách mua rồi. Tác dụng là dành cho người chưa mua thì biết nó là món hàng gì, và cái người đã mua rồi thì biết mình xác nhận cái gì. Đây là một cái bô Thái. Nhấn cho xe, một là 67, thứ hai là sedan, gỗ giò. Một cặp cốp. Xong rồi đấy, giờ đang gói vào thùng để tôi trở về. Một cái đèn pha. Rồi. Một cái cần đạp khởi động, cái cần số, cái nắp chụp boe, một cái nắp đèn hậu lái xe. Đây là nắp đèn hậu. Xi nhan trước của cái nén, tất cả đồ là của cái nén nha. Đây xi nhan sau. Đây xi nhan sau. Nắp chụp cái nén. Hai cái ốc bẩn ở nắp cốp, và cuối cùng là một cái bẩn cái nén. Hàng hiếm đào với mũ Napoleon lên, còn nguyên tên thêm vài. Đây là toàn bộ đóng hàng sẽ đi Bắc Giang và sẽ đóng thùng. Ok, cảm ơn các bạn. Thì anh cứ gói mấy cái đồ vễ vỡ này, đèn cùng cái thứ vào đi rồi để em ấy. Đấy là chói đằng sau đúng không? Trước rồi. Xem có bị thiếu cái gì không? Đầu mua mất cái đấy rồi mất căng. À dần dần có gì đổi với nó xe, đổi công. Xấu. Nếu mà cái này mà sơn lại thì lấy cái thằng
thái nó giá zin y chang vậy mà không có zin. Y chang đồ này, đồ zin mình doa nên mình sơn lại cho nó đẹp hơn đúng không? Cái đồ thái nó y chang vậy luôn. À, nhưng mà quan trọng là cái này là cái zin, hiểu không? Về em sơn lại cũng được. Em thì vẫn là đồ zin. Em vẫn là đồ thái nó y chang vậy, nếu không nói thì anh không biết. Có nghĩa là nhìn bên trong thấy bên trong là nó có chữ da băng nè. Còn thằng kia bên trong nó không có chữ da băng thôi. Nhưng mà bên ngoài nó y chang. Em nhìn em còn không biết nữa. Nhưng mà phải nhìn bên trong mới biết. Trong biết. Có một cặp nha mọi người. Thằng Thái á. Chơi những đồ này cũng kém. Cho nó quan trọng mấy cái chó đèn đấy, để đi một góc giữa cái yếm. Ai gọi nhờ? Làm nào mà có cái thùng nào để cái bô đẹp nhỉ, gọn gói gọn trong xem một chiếu gì không chưa? À, rồi anh bọc cho em thì để bóc lại kín này. Cái nào nó sống nhưng mà lên nó lỗi vặt anh hiểu không? Như mấy cái của anh gửi cho em trước có lấy được cái nào đâu, toàn là lóng ăn nguồn mấy cái trước ấy. Ừ đấy, toàn nóng ăn nguồn với cả đứt sạch cơ à. Ừ nó chưa được cái nào đâu, toàn là lóng ăn nguồn này. Này là tặng mà. Ừ đấy thì tôi bỏ qua đi, đéo ăn được đâu, khó ăn lắm. Dạ. Dạ, dạ em đang lấy mấy đồ ấy cho các bạn. Con Sony, Sony để đó sao anh? Google có nhiêu tiền? Mốt cao bảo nó 700 lấy được. 700 được đấy. Thằng trước nhưng mà giá hợp lý giá lấy được 4,5 triệu thì thôi. Còn cái kia anh giả 700 được thì lấy. Lúc này à? Đã toàn hàng lấu lại anh dựng rồi. À. Vào vào. Đây đang chuẩn bị về đây. Ờ, giờ đang về. Khách à?